Hello các bác nha, lại tiếp tục chương trình băng cối này. Nhanh gọn buổi chiều lên cho một bác khách quen. Bác vẫn luôn yêu thương và ủng hộ thằng em nha. Đây ạ. Đây là theo yêu cầu của bác là saxophone của Trần Mạnh Tuấn. Có bài Về Quê. Đấy, album Về Quê của Trần Mạnh Tuấn. Trong album này thì đây, bài đang nghe là bài Mẹ Yêu Con. Cuốn băng này thì thừa giấy em sẽ cho thêm một ít của Trần Mạnh Tuấn nữa cho nó đủ saxophone, cho nó nhìn, cho nó cùng chủ đề. Và cuốn thứ hai là cuốn Guitar Vô Thường tuyển chọn. Guitar Không Lời Vô Thường cũng tuyển chọn cho bác. Đấy. Băng là Scott như mới luôn, nghe nét lắm bác ạ. Nghe một một luôn. Đây, kính gửi bác nhá. Chắc chiều mai là bác nhận được. Sáng mai slot 9 giờ sáng là sẽ đi. Về Nam Định thì nhanh thôi. Em gửi cho bác nhanh gọn để cho bác kịp gửi cho anh bạn của bác. Rồi, cảm ơn bác.